chưa có cái tự tướng thì năm căn nó sẽ khá là yếu, tức là tín tấn niệm định tuệ của mình nó còn yếu. Nhưng khi mà nó xuất hiện cái ánh sáng ấy thì tín tấn niệm định tuệ năm cái căn này nó sẽ bắt đầu trở nên mạnh dần mạnh dần. Nhưng mà đối với một cái người thực hành thiện xả thì vị đó lại cần phải biết cách quân bình năm căn này, đừng để cho một cái căn nào đó nó trở nên quá là mạnh, hay là nó trở nên thái quá. Ví dụ như lúc đấy mình, một cái người mà khi mình thấy ánh sáng mà cái người đấy có cái niềm tin nó mạnh quá, vị đó xúc động, vị đó nghĩ rằng ồ mình vừa đạt được một cái gì đó quá là cao quý, rồi vị đó trở nên cái tâm nó lại trở nên quá thích thú thì nó sẽ trở nên dao động. Vì vậy cho nên là vị đó phải biết kiềm chế, đừng để cho những cái cảm xúc nó khởi lên. Ví dụ như đừng có quá vui mừng. Nhiều người khi mà hành thiền cứ mỗi khi thấy cái ánh sáng đấy thì tâm vị đó sẽ vị đó sẽ bị quá là phấn khởi, tức là vị đó sẽ cảm thấy tim của mình nó đập lên một cách rộn ràng mạnh mẽ. Đấy là do cái sự xúc động nó mạnh quá, cái hỷ lạc nó mạnh quá, cái niềm tin nó cao quá. Thậm chí nhiều người phát khóc đi thì đấy cũng là do mình bị cái đức tin, cái niềm tin nó trở nên thái quá. Thì nó thái quá như vậy nó lại bị dao động, nó lại làm cho tâm, nó lại làm cho cái định nó yếu đi. Vì vậy cho nên là phải cố gắng giữ được cái tâm nó thản nhiên, nó phải biết quân bình giữa tín và tuệ. Tức là lúc ấy mình phải có lý trí lên một tí, biết được, mình phải biết suy luận rằng đây nó mới chỉ là cái bước khởi đầu, mình còn phải tu tập còn lâu còn dài. Con đường tu tập để mà thành tựu được cái pháp thiền chỉ quán này vẫn cần phải nỗ lực cố gắng hơn nữa. Thì có cái trí tuệ, có cái sự suy xét, có cái nhận định nó đúng thì lúc đấy nó cũng quân bình được, làm cho cái tin đấy nó không trở nên thái quá. Hoặc là lúc đấy có thể là mình sẽ rơi vào cái trạng thái tinh tấn thái quá, tức là lúc đấy mình thấy được là mình có được cái tự tướng này rồi, mình phải cố gắng nỗ lực gấp 2, gấp 3, gấp 4, 5 lần bình thường, rồi mình trở nên quá là nỗ lực, quá chăm chú, quá căng thẳng. Thì lúc đấy cái tâm mà căng thẳng quá, nỗ lực tinh tấn quá, nó bị dao động và bắt đầu cái định nó cũng không phát triển. Vậy cho nên là vị đấy phải biết quân bình giữa cái tinh tấn đấy với lại cái sự định tĩnh, với cái sự nhẹ nhàng. Thì vị đó phải quân bình được thì nó mới tiến bộ, nó mới phát triển. Và vị đó phải giữ được cái chánh niệm đều đặn, không để lúc nào mất chánh niệm. Thì năm cái căn ấy, tín tấn niệm định tuệ, nó được quân bình thì lúc đấy cái vị đấy sẽ tiếp tục, thì cái định của vị đó sẽ tiếp tục tiến bộ, tiến triển và có cái sự phát triển. Thì có những người sẽ rất là khéo léo thiện xả trong cái cách đó là quân bình được năm cái căn này, nhưng mà cũng có những người rất là vụng về, mình không biết như thế nào để mà quân bình được năm căn. Vì vậy cho nên là cái vị đó cần phải biết dùng nhiều cái hình ảnh tượng trưng tưởng để mà mình vận dụng trong cái lúc thực hành đấy. Ví dụ như là có như là một cái người mà đánh đàn, cái dây đàn nó căng quá, nó không phát được cái âm thanh tốt, trùng quá nó cũng không tốt, mà cái dây đàn nó vừa phải thì nó sẽ tốt. Vậy thì cái lúc đấy cái vị đó chú tâm nó cần phải giống như cái dây đàn không căng không trục, thì nó ở cái mức độ trung bình như vậy, thì cái vị đó sẽ tu tập có cái sự tiến triển, có cái sự tiến bộ. Hay là lấy một cái ví dụ như là một cái người nào mà học về y sĩ, người ta tập mổ một cái lá sen ở trên mặt nước. Ví dụ như người ta sẽ đặt một cái lá sen trên một cái chậu nước và dùng một con dao rạch một đường. Và nếu như là một cái người nào mà quá là hấp tấp, vị đó sẽ cầm con dao đó rạch mạnh một cái lá sen đó nó sẽ thủng từ trên xuống dưới và cái việc làm đó không thành công. Còn nếu như một cái người nào quá rụt rè, vị đó cầm con dao, vị đó đặt cái con dao đó quá nhẹ thì vị đó cũng không mổ được cái lá sen. Còn nếu mà một cái người nào thiện xả khéo léo, biết dùng sức một cách vừa phải, vị đó có thể mổ được cái lá sen đó. Thì cái vị đó sẽ trở thành một cái vị bác sĩ phẫu thuật giỏi. Thì cũng vậy, cái người thực hành thiền cũng thế.
Nếu như mà khi mà mình chú tâm trên cái đối tượng nó quá mạnh, quá hấp tấp thì mình cũng sẽ học không thành công. Khi mà mình có, nhất là từ cái giai đoạn mình có cái ánh sáng đấy, mà mình quá hấp tấp, quá chăm chú, chú tâm mạnh quá thì cái định này nó tiêu tan mất. Cho nên là nhiều người thấy cái định đấy, nhưng cứ được một lúc nó lại mất đi, cái ánh sáng nó cứ mất đi, xong là nó lại sáng lên, nó lại mất đi, là do mình không thiện xảo, không khéo léo, không biết giữ gìn, không biết phát triển, cho nên là nó không phát triển được. Vậy nếu như mà một cái người quá rụt rè, mình sợ mất cái ánh sáng này, mình không dám chú tâm mạnh, mình để tâm quá yếu, quá nhẹ, thì cái tâm nó cũng không chú được vào đúng đối tượng, thì là cái ánh sáng nó không phát triển, định nó không phát triển thêm. Còn những người nào thiện xảo khéo léo, biết giữ tâm ở cái mức độ vừa phải, không quá mạnh, không quá yếu, giữ ở cái mức trung bình, thì cái người đấy sẽ phát triển và sẽ thành công, tức là vị đó sẽ đắc được những cái định sâu hơn. Cho nên là cái lúc mà nó xuất hiện ánh sáng thôi thì nó cũng chưa, lúc đấy mình mới có được một chút định còn non yếu, nhưng mà mình phải cố gắng tập để cho cái định đó nó trở nên già dặn, nó trở nên mạnh mẽ và nó trở nên sâu lắng, và cái ánh sáng càng lúc nó càng trở nên sung mãn, nó rực rỡ, nó tỏa chiếu lớn mạnh mẽ hơn rất là nhiều, thì lúc đấy mình mới có thể đắc thiền được. Thì cứ nếu như một cái người nào mà cứ duy trì được cái ánh sáng đấy đều đặn liên tục thì dần dần cái tâm của mình nó sẽ vào đến cận hành định và nó sẽ vào đến an chỉ định. Trong những cái thời tập mà tiếp theo thì cái ánh sáng càng lúc nó sẽ càng xuất hiện sớm hơn, nó sẽ càng tỏa sáng nhanh chóng hơn và nó sẽ duy trì một cách đều đặn lâu hơn. Như là vị đấy có thể duy trì ánh sáng cái liên tục 1 tiếng, rồi dần dần nó tăng lên 2 tiếng, dần dần nó tăng lên 3 tiếng, 4, 5, 6, 7 tiếng. Nếu như vị đó có thể ngồi được bao lâu, nó cũng sẽ có thể sáng được bấy lâu. Thế đấy là nó có cái sự tiến triển, có cái sự phát triển tốt.